Ê, Huy ơi! Gì Huy? Tại chân tôi cứng đơ rồi, không nhúc nhích được. Lên đứng nào. Khí của tôi á, tôi giỡn luôn tại. Ê à, nói chuyện nghe. À. Được không? Mô A Di Đà Phật. Con khẩn xin vong linh ở nơi này á. Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu có thấy cái gì đâu. Đây nè ông. Ông khủng cái gì vậy? Cái nhà ơi, cái nhà thấy không? Tôi đi nè. Con phải làm cách gì trời? Che mắt cái gì? Con phải làm cách gì để giúp? Dạ con chào cả nhà đã quay lại kênh Gió Đồng TV cả nhà. Dạ con xin chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, anh em con hiện tại thì đang ở Ba Tê, đúng không? Dạ. Và để đi tìm những cái nơi mới để quay cho cả nhà xem cả nhà. Dạ. Thì đến đây anh em con được, anh em con thấy cái căn nhà này á, quang. Rồi anh em con vào thử. Một hồi á, có cái chú kia chú lại. Dạ. Chú nói là nhà của chú. Và anh em con thấy anh em con mới hỏi là sao chú bỏ căn nhà này vậy, và được chú kể là cái câu chuyện này như thế này cả nhà. Cô chú và con của cô chú thì chú này cũng được ba mấy tuổi rồi. Dạ, và là 35 tuổi không? 35 tuổi thì chú này á mua tìm kiếm một miếng đất và tìm được tới đây. Dạ. Và mua đất ở đây để coi như là trồng trọt và sinh sống cả nhà. Sinh sống thì chú cắt nhà ở trên đây, thì chú mới đi lên rừng, chú tìm những cái vật liệu cả nhà, gỗ, những cái cây cổ thụ lớn, và để đem gỗ về nhà xây nhà. Thì chú mua xong hỏi rồi mua cái những cái cây ngay tại trên rừng, thì chú mua. Sau đó chú đem về, chú lấy gỗ, chú xây nhà. Một thời gian sau cái nhà, những chuyện lạ nó bắt đầu, nó xảy đến với chú. Nhưng mà cái lúc mà chú nói với anh em con á nhà, cái lúc mà chú mới mua cái cây á, thì người ta cũng lên đó và hình như là 3-4 người, và ta cũng cưa cái cây. Thì cái cây đó hình như chú nãy chú có nói với anh em con, chú ngồi rất là lâu cả nhà. Tại vì chú biết anh em con đi nói chung là tìm hiểu tâm linh, và chú có kể tặng chi tiết cho anh em. Và chú nói là hình như là hai chú hợp lại cái cây đó mới vừa. Nhưng mà cái cây nó không có cao gì mấy cả nhà, nó như cái cây xài vậy đó. Mới được có cái là nó thẳng. Thì chú nói á, lúc mà chú đến đó chú mua, thì nói chung là chủ người ta thì có người mua thì chủ người ta bán cả nhà. Và chú nói mua thì cũng bình thường. Nhưng mà cái lúc mà cắt cái cây á, thì những cái người thợ đó cả nhà bị hư những cái lưỡi cưa là 2 lần. Và thì cái lưỡi cưa đó không biết tại sao mà để vô, mà nói chung là cắt thì cắt nó tới được một khúc cả nhà. Hình như là chú nói là cắt một phân vậy nè, là cái lưỡi cưa nó hình như là tự đứt. Và người ta thay hình như là hai cái lưỡi cưa đó mới cắt được cái cây. Và lúc cắt xong cái cây đó thì cái cây đó có một cái dệt, một cái dệt lường đỏ gì nó chảy ra ở trong cái khăn cây ấy. Thì chú nói hình như là chú tưởng là mủ thôi. Và khi chú cắt xong cái cây và hình như để xong á cả nhà, thì có một cái chú mà hình như là cái chú mà cắt cây á, chú có nghe một cái tiếng la. Mà cái tiếng la này chỉ có một mình chú cắt cây nghe thôi cả nhà. Và chú có kể lại cho chú chủ nhà, thì chú chủ nhà nói hình như là chắc con nít người ta gần đó người ta giỡn đùa cả nhà. Dạ. Dạ. Và thì hình như là cái chú mà cắt cái cây đó bây giờ cũng mất rồi cả nhà, mất hình như là 1 năm cái trước. Cây đó chú nói là nó cứng tới nỗi mà hai cái lưỡi cưa của cái máy cưa bự cả nhà. Dạ, cái cưa bự lắm, to lắm, mà cưa nó mẻ. Dạ. Sau đó thì cũng cố gắng thì cũng xẻ ra gỗ được. Sau đó chú mang về chú cắt nhà. Sau khi mà chú cắt nhà xong á, những cái hiện tượng bắt đầu nó xảy ra đó với vợ chồng chú. Từ khi mà cái chú chủ cây chết, cưa cây chết cả nhà, là dạ, hiện tượng nó xảy ra đến dồn dập. Thì chú ấy nói là không biết tại sao mà cái chú cắt cây, tại cái chú cắt cây cả nhà,
cũng là gần nhà của chú, mà gần nhà cũ á thì chú mướn, tại vì thấy hàng xóm với nhau mình mướn, nói chung là nó có thể là rẻ và tin tưởng cái nhà. Thì tại sao không biết mắc mà mắc không có lý do, và nói chung là người ta tưởng là bệnh tuổi già thôi. Nhà tự nhiên xây rồi lại chốc mái tôn, mới đóng chỉ một ngày thôi. Dạ. Chốc mái tôn và chốc vách 2-3 miếng vậy. Rồi nhà đêm thì nó lúc lắc mặc dù không có gió cả nhà. Dạ. Cứ cọt kẹt mang đến những cái nỗi sợ cho chú và vợ con. Và cái đêm đó con chú khoảng chừng một tuần sau vậy đó, con chú nhà xong hết rồi, con chú đưa con chú về ngủ. Và ngủ đêm đó con của chú đột nhiên nó mơ những giấc mơ lạ cả nhà. Con chú hình như 5 tuổi vậy, cũng biết nói vậy. Nói chung là nói chuyện còn bập bẹ cả nhà. Thì mơ giật mình khóc, khóc mà không vẫn còn nhắm mắt cả nhà. Thì sau khi mà lấy con mình tỉnh, con chú nói là có cái bóng gì lớn quá, con sợ quá trời, nó đòi bắt con đi. Thì chú cứ tưởng là ác mộng đó, nít mơ đâu tin được. Thì cứ nó diễn tiếp liên tiếp khoảng 5-6 ngày vậy đó. Bắt đầu chú thấy con mình không biết sao mà từ khi dọn tới đây mà nó cứ bị gì hoài. Thì nhà cửa thì cũng bị những cái chuyện lạ. Dạ. Thì hình như cái đỉnh điểm là cái lúc mà chú nói cái nhà cái đỉnh điểm á, là chú sợ nhất luôn á, là cái lúc á, hình như là 5 giờ sáng. Và nói chung là những người lớn người ta có cái thói quen cái nhà là sớm, thức sớm, và những người mà người ta đi làm gãy á, tại vì chú nói chú có mua một miếng đất mà trồng những cái mua như là cái này trái ăn quả đồ để bán cái nhà. Thì 5-6 giờ chú sức thức và chú làm một bình trà uống. Thì lúc đó chú uống á cả nhà, thì chú nói á, chú đang uống trà và hình như là một cái bóng đen khá là to lớn ngồi ngay chân cái bàn ghế của chú á, ngồi nhìn chú. Và chú nói tưởng là chú như là một cái cục đen thôi, tại vì nhà trong đây không có điện cả nhà. Chú nói chỉ là để những cái bóng đèn mà bây giờ người ta nói là cái bóng đèn mà hứa bóng đèn năng lượng mặt trời cả nhà, nó có một cái bóng nhỏ vậy nè, và ta đi sạc á, sạc sáng người ta sạc và tối người ta sẽ găm vô. Thì chú nói chỉ le lét và chú thấy một cái bóng nó rất là to, và hình như cái bóng này cái nhà nó không có cái đầu và nó mang một cái thân thể to lớn, và nó không có nói chuyện được, nhưng mà nó đứng và nó nhìn chú. Và nhầm hình chú nói đó là cái lúc mà nó có cầm cái bình trà của chú lên nữa, thì chú rất là sợ cái nhà. Thì chú bị cứ bị liên tiếp những cái chuyện như vậy, chú cũng ngộ ra là mình phạm phải cái gì vậy, và chú mới bắt đầu bỏ nhà cái nhà. Hình như nhà chú không có thờ gì hết cái nhà, không thờ cửu quyền tế tổ. Dạ. Ba mẹ của chú hình như còn nữa, nên là không có gì. Thì chú mới dọn đi, thì chú sắp quần áo mà tự nhiên cái quần áo của vợ chồng chú và con chú nó bốc cái mùi gì hôi thối cả nhà, mà có người lục nữa. Đúng rồi, xong rồi chú mới bỏ luôn. Dạ. Nhưng mà bỏ cái nhà này được khoảng 2-3 ngày vậy, tự nhiên chú quay lại để chú lấy những cái dụng cụ mà còn. Dạ. Thì nhà trở nên mục nát cả nhà, rất là kỳ lạ luôn. Hình như gần 2 năm rồi, và chú có nói là lúc mà chú đến là thấy nó mục nát rồi. Và nhưng cả nhà, hồi nãy anh em con có đi vào trong và thấy cái nhà này nó cũng như là cái hiện trạng mà chú nói á, là mục nát như là có những con mối rồi ở trên cái thân cây. Thì anh em con có vô đó và có lay cái nhà thử mà cũng rất là cứng cả nhà. Cả nhà thấy giống như là cái nhà rất là mục nát và có thể là mình đụng vô và nó ngã luôn. Nhưng mà anh em con hồi nãy lay cũng khá là cứng. Thì bây giờ anh em con sẽ vào trong và quay cho cả nhà xem. Thì không biết á, là giờ này có những cái hiện tượng gì hay là không. Tại vì hồi nãy đến á, thì lúc con với em con chỉ đứng ngoài mé thôi và đi xung quanh và gặp chú. Tại vì đất của chú á, thì chú vẫn còn trồng trọt, nhưng mà chú nói á, đi là đi 2 người. Thì con của chú năm nay thì cũng 8 tuổi rồi, là gần 3 năm rồi cả nhà. Thì cái người mà chặt cây cũng chết gần 1 năm mấy rồi. Thì bây giờ anh em con sẽ đi vào trong và quay tổng thể cái căn nhà đó cho cả nhà xem. Hai cả nhà đi. Nhà anh em con đến cái chỗ mà
căn nhà mà anh em con hồi nãy nói cho cả nhà xem á. Đi cẩn thận nha Quỳnh, chỗ này quá âm tầm rồi. Đây cả nhà, cái miếng đất này là chú nói chú còn đang trồng trọt. Miếng đất kế bên này. Chú bỏ là chú bỏ căn nhà thôi chứ không phải mà là... chú không, hình như nãy chú nói là không dám qua luôn không? Đất của chú vẫn còn đây, đúng rồi. Trồng trọt mà chú không dám qua, chú nói chú nghỉ ngơi á, là chú sẽ nghỉ ngơi bên những cái gốc cây mát bên đó cả nhà. Chú không dám qua bên nhà này một lần nào nữa. Tại vì cái mẫu ám ảnh của chú đến thì chỉ đến ban ngày. Dạ. Đây cái nhà. Cái miếng to nó bị chóc hết trơn. Không biết cái nhà có thấy không? Tại vì cái máy của con nó hơi bị cháy nắng. Gai nó cỡ. Ok ok. Nam mô Di Phật. Cái nhà nhìn nè. Cái nhà này gần 3 năm nhưng mà cây cối nó thấy tuy như một phải không Huy? Đúng rồi. Nhưng mà rất là cứng. Nè Huy, Huy lay thử coi. Cứng lắm cả nhà. Cứng lắm. Đây con quay cho cả nhà xem. Là nó bị cái lỗi ở trong. Một nát từ trong. Cả nhà nhìn. Và thiết ở đây thì mất tiêu hết trơn cả nhà. Phải chi nó bay. Nó bay và nó bay bên vách thôi. Mà thiết rất là lâu lâu bị hư lắm. Con. Hoặc là có ai lấy thì phải lấy hết chứ làm gì lấy có mấy tấm gì. Con sợ cả nhà. Nếu mà có ăn trộm hay gì đó hay là tỷ gì. Cô chú nói, tại chú nói đó, chú là bỏ nguyên trạng luôn. Chú không có lấy gì hết. Đồ nè, đồ chú nè. Đồ đạc của chú còn nguyên trăng này cả nhà. Ở trong nữa gì á. Đi vô cầm coi. Cẩn thận Huy. Ê Huy thử được mùi gì không Huy? Nè cái chỗ này là chú nói là chú để trồng những cái món đồ cái gì? Chú là để trồng trọt. Nó mình thú. Cái gì không hôi sao á? Hình như bóc trong đồ Huy ơi. Huy coi thử đi. Thấy không? Nè cả nhà, đầu nữ và cô chú nè. Nam nữ nè. Nam mô A Di Đà Phật. Để Huy ơi, đừng có đụng nghe. Đừng đụng đồ. Để thử đi. Cẩn thận nha. Để chồng quay cái xe của anh em con để chỗ đó kìa nha. Tại vì không dám để ngoài mấy đường đó nha. Chỗ này khá là vắng. Đây là trong đồng cả nhà. Cả nhà nhìn. Để con quay dưới cho cả nhà xem. Một hết trơn luôn cả nhà. Nhà gỗ mà gỗ tốt thì... Hình như gỗ này gỗ gì? Gỗ xài hay gỗ gì ta? Ui. Cái gì vậy? Không thấy nữa. Cẩn thận đi. Cái gì? Cả nhà, Huy nãy thấy không? Trọng nhìn thấy nguyên cái bịch đen bay vô trong đó luôn. Cẩn thận Huy, cẩn thận Huy ơi. Thắp nhang đi, thắp nhang xin đi, giấy xin đi. Quên nãy giờ nữa. Để con đặt cái máy rộng lên. Tại vì con sợ cầm á, cái máy nó rung lắc. Con cả nhà không thấy rõ. Cẩn thận nghe. Gái xin mình vô mình giống như là khám phá tâm linh thôi, không có quậy phá gì ai hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày nay anh em không tới đây á, khẩn xin những ông bà khuất mặt khuất mày, những người mà ngự có ngự tại mảnh đất này, thì cho anh em con xin phép tới đây chiêm bái cúng kiến cho những ai mà khuất mặt khuất mày. Thì anh em con có nghe cái câu chuyện ở đây, và nếu có một con linh ở đây á, như lời chú nói, thì anh em con cũng xin được gửi đến ba nén hương, và rất mong là sẽ gặp được con linh và cúng bái phong linh.
Cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Trời, ra ngoài em coi thử đi. Cái chai này ai dục vậy Quy? Nhà ơi, cái nhà có thấy không? Hiện tượng nó cứ không, con không biết là khi mà anh em con sinh á, như vậy á, cái vong linh nó có nghe không nữa. Anh em con không có ý làm phiền gì vong linh đâu. Anh em con vô tình nghe được vong linh có ngự tại nơi này và rất mong là được cúng kiến cho vong linh để vong linh có thể nguôi cái phần tức giận của mình. Ê, Quy, né Quy. Ê, Quy thấy không? Trong máy thấy mà tôi nhìn ngoài không thấy. Quy thấy không? Tôi thấy. Kìa, phía sau cánh cửa kìa. Quy, xích lại một xíu đi Quy. Nói chuyện. Cái bóng đèn trọng rồi. Ở đâu? Ở phía sau cái cánh cửa, ngay chỗ chìa khóa, ổ khóa, ông thấy không? Quy coi trong máy, không thấy. Thấy. Đúng rồi. Ở đây không? Đúng rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì con xin chào vong linh. Và bữa nay anh em con đến đây là mạo phép á, là đến căn nhà của vong linh để khám phá tâm linh về những cái chuyện mà kỳ bí. Thì con có nghe gia chủ nói là trước khi mà cắt cái căn nhà này á, thì gia chủ đến cái căn nhà, đến trên núi á, mua những cái gốc cây. Và con biết á, cái cây này chắc chắn á, đã ngự vong linh đã ngự, nhưng mà chủ á, lại phá quấy và không có tôn trọng vong linh. Ê, Quy ơi gì Quy? Tại chân tôi cứ đơ rồi, không nhúc nhích được. Điên nào? Niệm Phật Quy, niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì chú ơi, con biết á là vong linh không có chào đón anh em con, nhưng mà trước khi anh em con đến đây á thì cũng đã thắp nhang cúng kiến cho vong linh. Và con nghe nói á, cái mảnh đất này là của chú, và chú cũng đã cho con vào đây để khám phá tâm linh. Thì anh em con đến đây chỉ muốn cúng kiến cho vong linh. Quy, Quy xuống được không? Xuống được không? Tôi nhịn được rồi. Nè, bước lên dây nè. Được, tôi bám được trên đây rồi. Hồi nãy vội vàng thấy cái bóng. Cái gì? Chú ơi. Cái gì? Ôi. Cái gì? Ông trên nóc nhà kìa. Đâu? Đâu đâu? Ông trên nóc nhà kìa. Ở đâu? Quy ơi, mà cha nắng quá không thấy gì hết. Quy, niệm Phật Quy. Niệm Phật. Niệm Phật đi. Cao quá cả nhà ơi. Con không biết sao nữa. Thì con không biết á, là tên tuổi vong linh là tên tuổi gì, nhưng mà anh em con đến đây á, trước tiên anh em con đã nói rồi là anh em con xin phép vong linh để khám phá những chỗ mà tâm linh thôi, chứ không có đến đây quậy phá gì hết. Và anh em con muốn cúng kiến cho những vong linh gần xa, và con cũng muốn cúng kiến cho vong linh luôn. Xuống trọng rồi, xuống trọng rồi, cao lắm á, cái chừng té không Huy. Xuống chồng ơi, xuống đi. Được không? Được.
Ôi, xong trời ơi. Phải. Gì vậy trời. Phải. Tôi không có thể. Ở trên nóc đó đó. Tôi không leo lên được. Ở nhà không biết mẹ có thấy cái bóng. Rõ ràng lúc mà con không thấy á, nhưng mà con thấy là cái lườn đen vụt vô trong lại cái nhà. Bảo Huy tự nhiên ở đây á, bị bắt con, lên cái cây. Con bị kéo lên đấy cả nhà. Ôi. Rồi, cái quẹt. Con nghĩ là như lời của chủ nhà này nói là chú này phạm rồi. Chú lấy, tôi nghĩ cái thân cây này là cái nơi cư ngụ của phong linh đó đó. Chú không đâu hết trơn. Gì vậy? Gì trời? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Anh em con chỉ muốn cắm ba cây nhang cho vong linh thôi. Dính tay vô cây nhang rồi. Nam mô Di Đà Phật. Đỡ ra. Dính vô cái cây luôn nè. Cái ngón tay dính của tôi á. Tôi giỡn ngón tay. Ê à. Nói chuyện nghe. Được không? Ê, đụng luôn đó tao. Nam mô A Di Đà Phật. Con khẩn xin vong linh ở nơi này á. Nam mô A Di Đà Phật. Anh em con chỉ muốn đến cúng kiến cho vong linh thôi. Và con mong vong linh là sẽ nhìn ngay dưới kìa. Ở dưới cái bàn kìa. Thấy không? Quái. Thấy cái gì không? Nhìn mình kìa, nhìn mình kìa. Ôi. Nam mô A Di Đà Phật, kỳ vong linh ơi. Thì anh em con á, xin phép vong linh có thể là thả con ra và để cho con cúng kiến vong linh. Và con cũng muốn giúp đỡ cho vong linh hay là những vong linh gần đây để có thể là đi vào chùa vào miếu để cho tu tập. Thì vong linh thấy đó, ở chỗ này giờ chỉ có một mình vong linh thôi à, những vong linh khác cũng không có đến đây. Và anh em con xin phép á. Kỳ trời. Cái tay ơi, cái con tay không tôi. Nó giận luôn. Ôi, sao giận qua bên luôn rồi. Ôi. Nam mô Di Phật. Sao? Hồi nãy nó giận ngang quẹo luôn. Bỏ qua bên đi. Ê cái nhà này. Vong linh ơi, thì tôi khẩn xin vong linh mình, nếu có điều gì thì cho anh em tôi cắm ba cây nhang này đi. Rồi anh em tôi cúng kiến cho vong linh. Đốt cái đèn cầy lên trên cái chỗ mình. Huy ngồi sát sát luôn, thấy Huy cao quá không thấy Huy. Cắm đây sợ bị dính nữa. Ây à, cho mình cục gạch. Cục gạch cắm nó ở đi. Nam mô A Di Đà Phật, thì con xin phép á là gỡ đến vong linh ba nén nhang và một ít đèn cầy để giữ ấm vong linh tại mảnh đất vị tỳ này. Thì vong linh ơi, hồi nãy giờ anh em con đến đây á, vong linh cũng đã thấy rồi. Anh em con chỉ đến đây và muốn biết là thật sự đó. Trời, cái gì mới từ cả nhà. Huy thấy không? Cái nhà mới từ cái giạc đó mà chưa kìa, chui vô cái gốc cây đó kìa Huy. Kìa cái gốc cây bự đó đó. Cái gốc cây có cái lỗ đó. Tôi thấy rõ ràng chui vô đó đó. Cái nhà qua đây Huy. Ây da, cái ngón tay tôi đau quá. Từ từ Huy ơi. Cẩn thận nghe. Ây da, đau không tay quá. Cái
Cái cây này gá to cái nha. Lắm. Cây này hình như quy với con ôm lại thì giáp. Cẩn thận nha Quy ơi. Gì? Đâu? Nè nè Quy đi. Ê! Niệm Phật Quy. Con cầu ơn trên, Phật tổ Phật thầy, con cầu chư quan, thủ thần, nhân trạch ở đây, con cầu những vong linh, các nơi giúp dưỡng và những chư vị trên cao có thể là gia hộ cho anh em con xuất khỏi cái vong linh này và vong linh đây, anh em con đến đây á chỉ muốn giúp đỡ cho vong linh thôi. Đừng nắm tay nữa. Cái này đừng nắm tay lại là rồi luôn. Để tôi đốt hết rồi. Khó thở quá. Sao? Khó thở quá chồng ơi. Ôi trời. Chồng ơi, nó coi chừng nó lâu vô đấy. Ơi. Quy ơi. Quy. Tôi đây mà. Quy ơi, Quy. Tôi đây mà. Ủa. Quy ơi. Tôi đây không bị gì vậy? Nó đâu chạy. Tôi đây mà. Quy ơi. Đây nè. Tôi đây nè, ông cụng hả? Ôi giời. Ông nhà ơi. Tôi đây nè. Ê. Cái nhà ơi gặp Quy. Quy ơi Quy. Tôi đây nè. Tôi đây nè. Nam mô Di Phật. Bị giấu nữa gì nữa nhà ơi. Con đi kiếm cái con coi. Quy ơi Quy. Tôi đây nè. Chết rồi cái nhà ơi. Bị. Trời bị nó che mắt nữa vậy. Sao vậy? Quy ơi, Quy ơi. Không cần nữa, đứng lại coi. Quy ơi. Chắc cũng phải làm một bàn lễ gì đó cái này. Quy khùng cái gì vậy? Tôi đây nè. Quy đâu cái nhà ơi, cái nhà. Khùng hả? Khùng hả? Tôi đây nè. Em mua vô thôi. Quy ơi, Quy. Trời. Nam mô Phật, con biết vong linh đang đứng trước mặt con và con không có muốn quấy phá gì vong linh, thì con cầu mong vong linh có thể là thả em con ra. Vong linh cái đầu không á. Cùng hả? Trời ơi. Cái máy nha. Cái máy thấy không? Đâu có thấy cái gì đâu. Đây nè ông. Cùng cái gì vậy? Cái nhà ơi, cái nhà thấy không? Tôi đây nè.
con phải làm cách gì trời? Con phải làm cách gì để giúp em con bây giờ? Nhà ơi, bây giờ con sẽ xin. Cái nhà, bây giờ con sẽ xin. Cái gì vậy? Huy ơi. Cái nhà ơi, chết rồi. Con không biết sao nữa cái nhà ơi. Huy ơi. Huy ơi, em nghe anh nói không Huy? Em nghe nói, em lên tiếng đi Huy. Nam mô Phật. Con cầu đó, hữu thành nhân trạch ở đây. Có thể là gì ạ? Huy ơi. Tôi nè. Nghe kìa. Đứng yên kìa. Cái đèn kìa nó được bay cái nhà ơi. Thấy tật rồi. Nam mô như Phật. Cái nhà thấy cái đèn kìa không cái nhà? Đây nè. Cái nhà ơi, cái đèn kìa nó cứ liên lên ăn con hoài cái nhà. Ông đừng có ép con. Rồi. Cái nhà ơi. Dỗ dàng. Cái bóng đèn dỗ dàng cái nhà. Kể lục đồ con kìa cái nhà. Kìa. Kể cầm ba cái nhang cái gì kìa. Ông đừng có lại đây nha. Cả nhà anh con bị che mắt rồi cả nhà. Ông đừng có lại đây nha. Con chỉ có cách này thôi. Nó ngồi vô rồi. Tỉnh lại coi. Tôi nè. Không mở mắt không lại coi. Mở mắt lại coi. Tôi. Em nãy giờ đâu vậy? Tôi đây nè. Ở đâu nãy giờ anh bị cái bông đèn nó được anh nãy giờ? Có đâu. Nãy giờ em trước mặt anh á. Hồi nãy giờ nó lấy cái đèn cày với lấy cái miếng này nè nó không có đó. Anh bị che mắt rồi. Anh bị che mắt rồi anh hiểu không? Hồi nãy giờ em làm đó. Hồi nãy giờ từ lúc cái cây đi vô là Huy đó đâu? Em đứng sau máy đó. Không phải Huy không? Em này chứ ai trời. Nghe. Em này anh cầm đứa ơi. Anh cầm tay đứa ơi phải không? Đụng được không? Ai mà giả được nữa. Anh ơi. Bây giờ chắc anh em mình cúng kiến cho Phong Linh này đi. Em nè. Nãy giờ gần đâu? Em bị kéo em nghỉ mệt đó. Hồi nãy giờ đó nha. Không biết cả nhà có thấy không? Con rõ ràng con thấy có cái bàn tay nó gờ vô mặt anh. Và có những cái đồ vật nó cứ bay lên bay xuống mà. Em nói là em đó. Bây giờ em lại em chọn đồ cúng đi. Chọn đồ cúng ra cúng cho nó. Anh ơi. Lại chọn đồ cúng cho nó đi. Bây giờ mình phải cúng cho vong linh ở đó thôi. Huy ơi. Anh ơi. Phải. Lại em chọn đồ cúng đi anh. Đâu rồi? Đi đâu đó rồi? Cái gì trời? Nghe Huy. Ôi. Cái nhà nhìn ba cái nhang kìa. Ôi. Huy ơi. Ôi, ba cái nhang tự nhiên nó lơ lửng kìa cả nhà. Ôi, gì trời? Nam mô A Di Đà Phật. Tôi biết là vong linh trước mặt tôi đang chiêu ghẹo tôi đúng không? Huy ơi, nghe anh nói vậy không Huy? Tôi chỉ muốn là cúng kiến cho vong linh thôi. Huy ơi. Và mong vong linh đừng có chiêu ghẹo anh em tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Phải. Ba cái nhang kìa cả nhà nhìn kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vong linh ơi, ông đừng lên đó. Tắt cộng lên cái máy của con. Và em con đâu rồi, ông có thể đưa Nam em con ra. Nam mô A Di Đà Phật. Để cho con nói chuyện với em. Ôi, cả nhà nó đang tiến tới con kìa. Cái nhà ơi nó gượt con kìa nhà chồng ơi. Quỳ ơi, chồng ơi,
Ôi, cái nhà anh con tự nhiên biến mất tiêu luôn rồi. Ôi, nó đi kìa. Nó mô gì đâu Phật. Ôi, cái bọc. Trời trời. Ôi, 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 trời. Cái nhà cửa con kìa. Ôi, chết. Anh con đâu rồi? Ôi, trời. Kìa, nó lỡ lửng kìa cả nhà. Ôi. 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 Trời. Ôi, cái nhà ơi, bây giờ con xin tạm ngừng video cái nhà ơi. Bây giờ con điện cậu con. Để con coi em con đâu rồi. Trời trời, cái máy kìa. Ôi. Cái nhà ơi, bây giờ con ngừng, con điện cậu con một cái nhà ơi.